Trong phần 1, như các bạn đã biết, từ những bức ảnh do thành viên trên fanpage Challenge Me gửi về, chụp tại ngôi trường phố định vào ban đêm, tôi có linh cảm cần phải tới đây khám phá, nên đã vào Sài Gòn để cùng với nhóm bạn trẻ này đột nhập vào ngôi trường bỏ hoang. Cả đoàn có tất cả 5 người, tượng trưng cho ngũ hành, quyết định chọn căn phòng số 18 để tiến hành một nghi lễ tâm linh. Căn phòng này bị sụt lún, rễ cây mọc tràn vào, tường ẩm mốc tạo ra những hình thù kỳ quái trên tường. Căn phòng gần với bia tưởng niệm Hố Bần, nơi nhiều chiến sĩ cách mạng và thực dân Pháp đã hy sinh. Với mong muốn tìm hiểu xem có tồn tại thế giới tâm linh hay không, ngôi trường này có ma thực sự như lời thách thức hay không, chúng tôi quyết định đi đông người để tạo ra một trường năng lượng tiêu cực lớn, khiến các vong linh thức tỉnh trong ngôi trường này. Chúng sẽ dõi theo chúng tôi, và rồi bất ngờ, chúng tôi sẽ để lại một thành viên 18 tuổi, yếu vía nhất ở lại trong căn phòng đầy âm khí này một mình để dụ chúng xuất hiện. Và điều gì sẽ xảy ra? Sau đây, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến toàn bộ câu chuyện vào đêm ngày mùng 1 tháng 3 năm Đinh Dậu, chiếu theo âm lịch.